Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Ngày 9 tháng 7 tại xã Mường Bú, huyện Mường La, Văn phòng Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam tại Sơn La đã tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho một trường hợp người tham gia bảo hiểm tử vong do tai nạn ở bản Hua Bó. Đối tượng được chi trả quyền lợi là ông Nguyễn Văn Lưu, bố đẻ của người được bảo hiểm là ông Nguyễn Văn Trưởng ở bản Hua Bó, xã Mường Bú, huyện Mường La. Được biết, khách hàng Nguyễn Văn Trưởng tham gia gói sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt của AIA Việt Nam từ ngày 22 tháng 6 năm 2016 với số tiền tiết kiệm hàng năm là 10 triệu 360.000 đồng. Tuy nhiên, vào ngày 17 tháng 4 năm 2023, anh Nguyễn Văn Trưởng không may bị tai nạn giao thông và qua đời. Ngay sau nhận đầy đủ hồ sơ giải quyết quyền lợi từ phía gia đình, công ty AIA Việt Nam quyết định thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho gia đình anh với số tiền hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Theo thống kê, trong hơn 20 năm qua, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi cho hơn 13.000 trường hợp với tổng số tiền lên tới hơn 11.000 tỷ đồng. Tại buổi lễ, văn phòng tổng đại lý AIA tại Sơn La đã kết hợp giới thiệu về các gói bảo hiểm mang tính ưu việt nhất đối với người dân Việt Nam.